Câu 1. Câu 1 có nội dung như sau. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở đâu? Câu A, tế bào chất. Câu B, ribosome. Câu C, ti thể. Và câu D là nhân tế bào. Như vậy, chúng ta đã học có 3 cái cơ chế diễn ra trong cái di truyền của đồ phân tử. Thứ nhất là cơ chế tự sao, thứ hai là cơ chế sao mã, và thứ ba là cơ chế giải mã. Và học sinh sẽ rất dễ nhầm lẫn cái địa điểm xảy ra của 3 cơ chế này. Thì thầy nhắc lại chút xíu như thế này. Chúng ta phải nhớ thầy là cơ chế nhân đôi và cơ chế sao mã, tức là tổng hợp ARN đó, thì nó đều diễn ra trong nhân tế bào. Còn cơ chế nữa là cơ chế giải mã, thì ARN thông tin sau khi được tổng hợp trong nhân tế bào sẽ đi ra khỏi lỗ nhân và đi vào tế bào chất để tham gia vào quá trình giải mã. Như vậy, ở đây quá trình nhân đôi ADN diễn ra đâu thì các em chọn ngay cho thầy là câu D là nhân tế bào. Bởi vì câu A là không đúng, câu B thì chưa xác và câu C thì cũng không xác. Cho nên câu 1 chọn đáp án D. Câu số 2. Câu số 2 có nội dung như sau. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình phiên mã? Câu A, phiên mã diễn ra trong nhân tế bào. Câu B, quá trình phiên mã bắt đầu từ chiều 3 phẩy của mạch gốc ADN. Câu C, vùng nào trên gen vừa phiên mã xong thì hai mạch đơn đóng xoắn lại ngay. Và câu D, các nu liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung A, T, G, H. Như vậy, đề nó hỏi là phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình phiên mã. Lưu ý người ta hỏi không đúng. Câu A, phiên mã diễn ra trong tế bào chất. Đây là một câu trả lời đúng. Bởi vì quá trình phiên mã xảy ra trong nhân tế bào là câu này là đúng rồi. Câu B, quá trình phiên mã bắt đầu từ chiều 3 phẩy của mạch gốc của ADN. Tất nhiên, mạch gốc của ADN là chiều 3 phẩy đến 5 phẩy. Và quá trình diễn ra bắt đầu từ đầu 3 phẩy của ADN hay là gen. Câu C, vùng nào trên gen vừa phiên mã xong thì hai mạch đơn của gen đóng xoắn ngay lại. Câu này cũng đúng rồi. Còn câu D là các nu liên kết theo nguyên tắc bổ sung là chưa chính xác. Bởi vì quá trình phiên mã thì không có nguyên tắc bổ sung AT với S. Em lưu ý. Như vậy, câu này là câu số 2 chọn cho thầy đáp án. Yeah. Câu số 3 có nội dung như sau. Phân tử ADN có 3000 nu. ADN nhân đôi một số lần, môi trường nội bào đã cung cấp tất cả là 93.000 nucleotide tự do. Số đợt nhân đôi của ADN là bao nhiêu? Câu A là 3, câu B là 4, câu C là 5 và câu D là 6. Rồi bây giờ chúng ta làm bài này sau. Như vậy ở đây người ta cho mình câu số 3. Người ta cho N bằng 3.000 nu. Đồng thời đề bài cho môi trường nội bào cung cấp là 9.300 nu tự do. N môi trường cung cấp bằng 93.000. Như vậy đây thầy có một cái công thức mối liên hệ giữa cái nu môi trường cung cấp và N như sau. Các em học rồi. N môi trường cung cấp thì bằng N nhân cho 2 mũ X trừ cho 1. Trong đó X là số đợt hay là số lần tự nhân đôi. Từ cái phương trình này mình thay số vô. 93.000 bằng 3.000 nhân cho 2 mũ x trừ cho 1. Như vậy thì có là 2 mũ x trừ 1 chỗ này sẽ bằng 93.000 chia cho 3.000 thì ra được con số là 31. Như vậy chỗ này thì tìm được là 2 mũ x sẽ bằng 32, tức là bằng 2 mũ 5. Từ đây thầy dễ dàng suy ra được là x này bằng x bằng 5. X bằng 5 tức là số đợt nhân đôi của ADN này là bằng 5. Như vậy trong 4 đáp án này chọn cho thầy đáp án đúng là câu C. C là đáp án đúng. Câu 4 có nội dung như sau. Một phân tử ARN thông tin dài 5100 angstrom làm khuôn tổng hợp protein. Quá trình dịch mã có 5 ribosome cùng trượt 3 lần trên ARN thông tin này. Tổng số axit amin môi trường cung cấp cho quá trình sinh tổng hợp protein này là bao nhiêu? Rồi. Như vậy bài này các em lưu ý, người ta cho chúng ta phân tử ARN thông tin có chiều dài là 5100 angstrom. Chiều dài của ARN thông tin bằng 5100 angstrom.
con số này rất quen thuộc cho nên chỗ này mình dễ dàng mình biết ngay. Cái tổng số revenue đó ở đây chắc chắn là bằng 1.500 rồi. Còn tổng số cái nu của gen mà tổng hợp nên ARN thông tin này là 3.000. Yeah. Quá trình dịch mã có 5 ribosome trượt 3 lần trên ARN thông tin. Có 5 ribosome mà trượt 3 lần trên ARN thông tin thì chúng ta biết ngay số phân tử protein tạo ra sẽ là 5 nhân cho 3 là 15 phân tử protein. Thế thì hôm trước thầy cũng đã hướng dẫn công thức về tính số axit amin tự do. Số axit amin tự do được tính theo công thức sau. Số axit amin tự do sẽ bằng số axit amin có trong chuỗi polypeptide. Số axit amin tự do bằng số axit amin trong chuỗi polypeptide, và cái này sẽ được tính theo công thức là bằng n chia 2 chia tiếp cho 3 trừ cho 1. Đấy, hay có thể chỗ này các em ghi là bằng ribonu chia 3 trừ cho 1. Yeah. Đây là số axit amin tự do có trong một cái cho quá trình tổng hợp một chuỗi polypeptide. Nhưng nên nhớ là chúng ta có tới 15 chuỗi polypeptide, tức là 15 phân tử protein. À, phải nhớ như thế. Cho nên chỗ này các em tính ở một tổng hợp một chuỗi polypeptide trước là có được cho thầy bao nhiêu này. Như vậy ribonu chia 3 tức là lấy 1.500 chia 3 500, như vậy chỗ này sẽ là 499. Yeah, vậy tổng số axit amin tự do cần tìm, tự do cần dùng đó, sẽ lấy con số 15, cần tổng hợp 15 chuỗi nhân cho số axit amin tổng hợp trong một chuỗi là 499. Thì ra được con số ở đây là 7485. 7485. Trong 4 đáp án này thì câu B là đáp án chính xác, cho nên đối với bài câu này là cho thầy đáp án B. Được chưa? À. Câu số 5 có nội dung như sau. Trình tự các thành phần của một operon. A. Vùng vận hành, vùng khởi động, nhóm gen cấu trúc. Câu B. Vùng khởi động, vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc. Câu C. Nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành, vùng khởi động. Và câu D là nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động và vùng vận hành. Nếu học thật là kỹ cái phần cấu trúc của một operon thì chúng ta nhớ, đúng chưa? Cái trình tự phải là vùng khởi động, tức là nhóm gen khởi động P đó, rồi tới vùng vận hành, tức là vùng O, và nhóm gen cấu trúc ZIA là đứng sau cùng. Cho nên câu số 5 này đáp án đúng phải là đáp án B. Câu số 6. Câu số 6 có nội dung như sau. Kết quả của giai đoạn hoạt hóa axit amin là. À, đây là một cái nội dung mà hôm trước thầy đã nhấn mạnh rất là kỹ trong cái quá trình giải mã. Đúng chưa? Các em nhớ là giải mã thì có hai cái giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn hoạt hóa axit amin, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn tổng hợp chuỗi polypeptide. Thì thầy đã nói rồi, giai đoạn kết quả của giai đoạn hoạt hóa axit amin là tạo ra phức hợp axit amin TRN, đúng chưa? Cho nên bây giờ mình coi bốn đáp án này coi. Câu A là tạo phức hợp axit amin ATP là chưa chính xác. Câu B tạo phức hợp axit amin TRN, đây mới là đáp án chính xác. Còn câu C tạo phức hợp axit amin TRN ribosome, à, cái này không có. Câu D tạo phức hợp axit amin TRN, rồi thì ARN thông tin, câu này là càng sai nữa. Cho nên câu 6 đáp án đúng phải là câu B. Câu số 8. Quá trình nhân đôi của ADN chỉ có một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại thì được tổng hợp gián đoạn. Vì sao? Câu A. Enzyme xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 3 phẩy của polynucleotide ADN mẹ và mạch polynucleotide chứa ADN con kéo dài theo chiều 5 phẩy tới 3 phẩy. Câu B. Enzyme xúc tác cho quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 3 phẩy của polynu ADN mẹ và mạch polynu chứa ADN con kéo dài theo chiều 3 phẩy tới 5 phẩy.
Enzyme phức tác cho quá trình nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đồng 5 phẩy của polynu ADN mẹ và mặt polynu chứa ADN con kéo dài theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy. Hai mặt của phân tử ADN con ngược chiều nhau và có khả năng tự nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung. Như vậy trong 4 cái đáp án này thì câu D là câu sai hoàn toàn rồi. Hai mặt của phân tử ADN ngược chiều nhau và có khả năng tự nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung. Vì câu này không giải thích được cho cái ý câu 8 ta hỏi. Câu 8 ta hỏi là quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ có một mặt được tổng hợp liên tục, mặt còn lại được tổng hợp gián đoạn. Như vậy các em nhớ lại, cái mặt được tổng hợp liên tục hay gián đoạn là do cái chiều di chuyển của enzyme ADN polymerase, đúng chưa? Tức là enzyme xúc tác cho quá trình tự nhân đôi đó. Và nhớ cho thầy là enzyme này phải gắn vào đầu 3 phẩy, bởi vì nó tổng hợp mặt mới theo chiều 5 phẩy mà. Cho nên ở câu A và cái câu A và câu B là hai câu có khả năng đúng, còn câu C và câu D là mình loại ngay. Câu C là enzyme xúc tác gắn vào đầu 5 phẩy là không chính xác. Còn câu B là enzyme xúc tác gắn vào đầu 3 phẩy là đúng nè. Rồi thì mặt polynu và ADN con kéo dài theo chiều 3 phẩy tới 5 phẩy. Tuy nhiên là cái ý sau thì lại sai, đúng chưa? Mặt polynu chứa ADN con phải kéo dài theo chiều 5 phẩy tới 3 phẩy thì mới đúng. Cho nên trong 4 đáp án này thì mình phải chọn ngay là đáp án A. Câu số 9. Enzyme ADN polymerase di chuyển theo chiều này, chiều nào? Đấy. Như vậy đây cũng là một câu mà cũng gần như tương tự là cái câu số 8. Thì chúng ta như thầy mới phân tích ở trên, enzyme ADN polymerase thì nó sẽ gắn vào đầu 3 phẩy và tất nhiên di chuyển theo chiều 3 phẩy 5 phẩy và tổng hợp mặt mới theo chiều ngược lại là 5 phẩy 3 phẩy. Cho nên đáp án câu 9 đúng phải là câu B. Câu số 10. Câu số 10 có nội dung như sau. Các chuỗi polypeptide được tạo ra do các ribosome cùng trượt trên một khuôn ARN thông tin giống nhau. Giống nhau về cái gì? Giờ người ta hỏi lại là các chuỗi polypeptide được tạo ra do các ribosome cùng trượt trên một khuôn ARN thông tin thì giống nhau về cái gì? Thì ở đây có 4 đáp án. A là cấu trúc, B là thành phần axit amin, C là số lượng axit amin và câu D là số lượng và thành phần các axit amin. Thì chắc chắn phải là các ARN thông tin thì phải giống nhau về mặt cấu trúc. Em nhớ như vậy, giống nhau mặt cấu trúc. Còn giống nhau thành phần axit amin thì chưa chắc. Thành phần nhưng mà trình tự sắp xếp nó khác nhau thì cấu trúc nó cũng khác nhau, đúng chưa? Cho nên câu này chọn cho thầy nhanh là đáp án A. Câu 11 có nội dung như sau. Khi nào thì cụm gen cấu trúc ZIA trong operon lactose ở E. coli không hoạt động? Các em lưu ý là người ta hỏi là nhóm ZIA trong operon lactose không hoạt động nhé. Thế thì câu A người ta nói là khi môi trường có hoặc không có lactose là chưa chính xác. Bởi vì khi có lactose thì vùng vận hành được giải phóng và như vậy thì nhóm ZIA sẽ thực hiện phiên mã giải mã và tổng hợp enzyme. Cho nên câu A chưa chính xác. Câu B, khi trong tế bào có lactose cũng chưa đúng. Bởi vì có lactose thì nó sẽ hoạt động. Câu C là khi trong tế bào không có lactose. Đúng rồi, không có lactose thì không hoạt động. Vì sao? Vì nhóm gen điều hòa R sẽ tổng hợp nên protein ức chế và gắn vào vùng vận hành, ức chế hoạt động của nhóm gen cấu trúc. Nên câu C là câu đúng rồi. Còn câu D là khi môi trường có nhiều lactose thì câu này chưa chính xác. Câu 11 chọn C. Câu số 12. Câu 12, một mặt đơn của gen có 60A, 30T, 120G và 80X tự sao một lần thì sẽ cần cần bao nhiêu số nu của từng loại. Câu này mình nhẩm nhanh thôi. Như vậy các em biết là một mặt đơn của gen này chỉ cách nhẩm nhanh. Giả sử thì mặt đơn thứ nhất đi, người ta cho A1 bằng 60 thì các em cũng phải biết ngay chỗ này sẽ luôn bằng T2. Rồi thì T1 bằng 30 thì chỗ này cũng nhớ ngay cho thầy nó bằng A2. Rồi G1 bằng 120 thì nhớ luôn chỗ này sẽ X2. Và X1 đề bài cho là 80 thì nhớ cho thầy chỗ này chính là bằng G2. Luôn tưởng tượng như vậy. Không cần ghi ra nhưng mà thầy hướng dẫn để mình dọc cho nó nhanh. Giả sử những cái số liệu này là để cho mình giả sử nó ở mặt 1 thì mình cũng phi ra mặt 2 tương tự như vậy. Thế thì quá trình tự sao một lần thì các em nhớ ngay công thức này. Nhớ công thức này cho thầy nè.
Số nu từng loại môi trường cung cấp, giả sử A thì luôn A môi trường cung cấp này, A môi trường cung cấp thì luôn bằng A nhân cho 2 mũ x trừ cho 1. Và con số này cũng bằng T môi trường cung cấp. Tương tự cho G và X cũng như thế. Thế thì bây giờ giả sử để nó hỏi là quá trình từ sau một lần thì số lượng nu từng loại của gen sẽ là bao nhiêu, thì bây giờ mình phải tìm cho đây con số A này. Mà em biết A là bằng A1 cộng A2, đúng chưa? Như vậy lấy 60 cộng 30 là 90 là nằm đây rồi này. Từ sau một lần là X bằng 1. Như vậy A môi trường cung cấp luôn bằng A là bằng A1 cộng A2 là bằng 90. Như vậy trong bốn đáp án này thì chỉ có câu C là A bằng T bằng 90. Thì vô đó là mình thấy có sự khác biệt là mình chọn ngay cho thầy câu C. Nhấm nhanh những cái câu như thế này. Câu số 13 có nội dung như sau. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là. Như vậy các em nhớ cho thầy, gen điều hòa là nhóm gen R, nó nằm ngoài nhóm operon, đúng chưa? Và cái nhóm gen điều hòa này thì có chức năng là tổng hợp nên protein ức chế và tương tác với cái vùng vận hành O để ức chế quá trình tổng hợp enzyme của nhóm gen cấu trúc, đúng chưa? Cho nên trong bốn đáp án này thì các em lưu ý rồi, câu A là nơi gắn vào của protein ức chế để cản trở hoạt động của enzyme phiên mã là chưa chính xác rồi. Câu B mang thông tin cho việc tổng hợp một protein ức chế tác động lên vùng khởi đầu là cũng chưa đúng. Câu C là mang thông tin cho việc tổng hợp một protein ức chế tác động lên vùng gen chỉ huy, nhóm gen chỉ huy là đúng rồi, nhóm gen chỉ huy là nhóm gen O đó. Và câu D là mang thông tin cho việc tổng hợp protein, thì như vậy câu C là câu đúng. Câu số 14. Sinh vật nhân sơ, sự điều hòa của các operon chủ yếu diễn ra trong giai đoạn nào? Như vậy các em nhớ là cái giai đoạn mà điều hòa ở sinh vật nhân sơ thì là nhấn mạnh rồi, xảy ra ở giai đoạn phiên mã. Còn đối với sinh vật nhân thực thì từ trước phiên mã cho tới sau dịch mã, đúng chưa? Cho nên trong bốn đáp án này thì câu B phiên mã là câu đúng. Câu số 15. Quá trình phiên mã thì có ở những đối tượng nào? A. Virus, vi khuẩn. B. Sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn. C. Virus, vi khuẩn, sinh vật nhân thực. Và câu D. Sinh vật nhân chuẩn và virus. Như vậy quá trình phiên mã tức là tổng hợp nên ARN thì nó xảy ra ở các cái đối tượng. Virus có, vi khuẩn có, nhân thực cũng có. Vi khuẩn là đại diện cho nhân sơ đó. Cho nên đáp án đầy đủ nhất ở đây phải là câu C. Câu số 16. Câu 16 có nội dung như sau. Trong tế bào người, 2N chứa lượng ADN bằng 6 x 10 mũ 9 cặp nu. Tế bào ở pha S chứa số nucleotide là bao nhiêu? Như vậy cái này nó liên quan tới cái cơ chế nhân đôi của ADN. Như vậy hôm trước thầy đã nói rồi, quá trình nhân đôi của ADN thì xảy ra ở pha S của kỳ trung gian. Nó xảy ra cùng với cái thời điểm mà những sắc thể nhân đôi đó. Như vậy, nếu ban đầu cái hàm lượng ADN là 6 x 10 mũ 9 cặp nu, thì ở pha S nó nhân đôi tức là gấp đôi lên thì phải là 2 x 6 x 10 mũ 9 cặp nu. Như vậy trong bốn đáp án này thì câu A là 6 x 10 mũ 9 cặp nu là chính xác. Câu B là 6 x 2 x 10 mũ 9 là đúng nè. Câu C là 6 chia 2 x 10 mũ 9 là sai. Câu D là 3 x 10 mũ 9 cặp thì không biết ở đâu ra, đúng chưa? Như vậy câu B là đáp án đúng. 6 x 2 x 10 mũ 9. Câu số 17. Phân tử ARN thông tin được tạo ra từ mặt khuôn của gen thì được gọi là. Phân tử ARN thông tin được tạo ra từ mặt khuôn của gen thì được gọi là bán mã sao, đúng chưa? Chứ không thể là bán mã gốc. Bán đối mã thì phải là tên ARN vận chuyển. Bán dịch mã thì cũng không phải. Dịch mã phải là chuỗi nucleotide. Rồi, như vậy câu 17 là câu A. Câu số 18. Phân tử ADN dài 1,02 micromet, khi phân tử này nhân đôi một lần, số nu tự do mà môi trường cung cấp là bao nhiêu? Rồi, như vậy đề bài nó cho chiều dài của ADN bằng 1,02
micromet thì các em phải luôn nhớ chỗ này sẽ bằng 1020 angstrom. Và cho chiều dài thì biết ngay số nu của ADN trong trường hợp này, tính cái này ra coi là được khoảng, tính ra là nhân ra là được 6000 nu. Mà ADN này nhân đôi có một lần thôi thì các em nhớ công thức là N mà môi trường cung cấp thì nó bằng N nhân cho 2 mũ X trừ cho 1. Với N là 6000, X là 1 thì chỗ này môi trường cung cấp cũng bằng N luôn, tức là bằng 6000, là bằng 6 nhân 10 mũ 3 nucleotide. Đáp án C là đáp án chính xác. C. Câu số 19. Câu 19 là một câu lý thuyết. Sự nhân đôi của ADN xảy ra ở những bộ phận nào trong tế bào nhân thực? Câu A, lục lạp, trung thể, ti thể. Lục lạp có, ti thể có nhưng mà trung thể thì không. Như vậy câu A chưa đúng. Câu B, ti thể, nhân và lục lạp. Ti thể có, nhân có, lục lạp có là chính xác. Câu C, lục lạp có, nhân có nhưng mà trung thể không có, cho nên câu C cũng sai. Câu D thì nhân, trung thể và ti thể thì chưa chính xác, cho nên câu 19 phải là câu B. Vô câu B. Câu tiếp theo, câu 20. Đơn vị mã hóa thông tin di truyền trên ADN thì được gọi là gì? Câu A là gen, câu B là codon, câu C là triplet và câu D là acid amin. Như vậy đơn vị mã hóa thông tin di truyền trên ADN thì phải gọi là triplet, còn codon là trên ADN thông tin. Yeah. Chỉ có hai đáp án là mình mới nghi vấn thôi, còn A với D là chưa chính xác. Như vậy đáp án câu 20 là câu C, triplet. Còn anticodon thì là trên ARN vận chuyển, đúng không? Codon là trên ARN thông tin. Đấy, phải nhớ như vậy. Câu tiếp theo là câu 21. Câu 21. Enzyme chính tham gia vào quá trình phiên mã là enzyme nào? Phiên mã tức là tổng hợp ARN thông tin. Thì ADN polymerase thì không phải là enzyme chính tham gia vào quá trình này. Ribosomal cũng không phải, ADN ligase enzyme nối cũng không phải. Như vậy câu D phải là ARN polymerase thì mới đúng. Câu D. Câu 22. Ở cấp độ phân tử, nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế nào? Ở cấp độ phân tử thì nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế nào? Tự sao tổng hợp ARN và dịch mã. Câu B, tổng hợp ADN và dịch mã. Câu C, tự sao tổng hợp ARN. Và câu D, tổng hợp ADN và ARN. Như vậy nguyên tắc khuôn mẫu tức là có một phân tử làm khuôn để tổng hợp lên một phân tử khác. Ví dụ như ADN làm khuôn để tổng hợp lên ARN. Rồi ARN thông tin làm khuôn để tổng hợp lên protein. Như vậy trong 4 đáp án này, đáp án đầy đủ nhất phải là câu A, vừa tự sao tổng hợp ARN và dịch mã thì mới là câu đầy đủ. Như vậy chọn đây là câu A. Câu 23. Câu 23. Câu 23 là trong quá trình dịch mã, ARN thông tin thường gắn với một nhóm ribosome thì gọi là polyribosome. Điều này giúp câu A, tăng hiệu suất tổng hợp protein. Câu B, điều hòa sự tổng hợp protein. Câu C, tổng hợp các protein cùng loại. Và câu D, tổng hợp được nhiều loại protein. Như vậy chúng ta đã học phần lý thuyết của quá trình dịch mã. Thì ARN thông tin thường gắn với một nhóm ribosome hay được gọi là polyribosome đó. Mục đích là tăng cái hiệu suất tổng hợp protein. Cho nên đáp án A là chính xác, không cần bàn cãi. Câu 24 là một câu điều hòa hoạt động của gen. Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của operon lactose ở E. coli là A. Một loại protein tương ứng của ba gen ZIA hình thành một loại enzyme phân hủy lactose. Câu B. Ba loại protein tương ứng của ba gen ZIA hình thành ba loại enzyme để phân hủy lactose. Câu C là một phân tử ARN thông tin mang thông tin tương ứng của ba gen ZIA. Và câu D là ba phân tử ARN thông tin tương ứng với ba gen ZIA. Như vậy sự sản phẩm hình thành cuối cùng theo cái yêu cầu của câu 24 đó thì phải là câu B, tức là tạo ra ba loại protein tương ứng với ba gen ZIA
từ đó hình thành nên ba loại enzyme để phân hủy lactose thì mới là câu chính xác. Câu 24 chọn B cho thầy. Câu 25. Phân tử ADN ở vi khuẩn E. coli chứa nitơ 15 phóng xạ. Nếu chuyển E. coli này sang môi trường chỉ có nitơ 14, thì sau 4 lần sao chép sẽ có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa nitơ 15? A là 4, B là 2, C là 8 và D là 16. Về câu này mình có thể hiểu như thế này. Phân tử ADN của vi khuẩn thì chứa nitơ 15. Bây giờ thầy có một cái ống nghiệm như thế này. Đấy. Và trong ống nghiệm này thì có cái phân tử ADN. ADN này chứa nitơ 15. Đấy. Và đưa cái ADN nitơ 15 này vào cái môi trường. Môi trường này chứa toàn nitơ 14. Và ADN này nhân đôi 4 lần. Thì người ta hỏi là sau 4 lần sao chép thì có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa nitơ 15. Tức là ý người ta hỏi là sau 4 lần sao chép thì còn bao nhiêu ADN mà chứa hai cái sợi đơn cũ này nè. Yeah. Như vậy theo cái lý thuyết của nhân đôi mà chúng ta đã học đó, thì các em lưu ý như sau. Thì giả sử cái ADN chứa nitơ 15 như sau. Đấy. 15. Như vậy khi nhân đôi thì hai mặt đơn này tách nhau ra và mỗi mặt đơn sẽ làm khuôn. Một mặt đơn, hai mặt đơn. Sau đó sử dụng nguyên liệu từ môi trường nội bào để tổng hợp nên sợi đơn mới. Màu đỏ là 15 và màu trắng là 14. Đây là sau đợt nhân đôi thứ nhất. Đến đợt nhân đôi thứ hai. Đợt nhân đôi thứ hai. Sợi màu đỏ tách ra. Sợi màu trắng tách ra. Đây cũng vậy. Sợi màu đỏ tách ra. Mình nghĩ là sợi màu trắng tách ra. Và tiếp tục sử dụng cái nguyên liệu từ môi trường nitơ 14 để tổng hợp sợi mới. Như vậy các em thấy là qua lần thứ hai thì chỉ có hai ADN là thằng này này. Đây. Thằng này là có chứa sợi màu đỏ thôi. Và nếu qua đợt nhân đôi thứ ba, thứ tư, thứ năm đi chăng nữa thì cũng chỉ có hai ADN là chứa cái sợi màu đỏ thôi. Cho nên ở đây người ta hỏi là sau 4 lần sao chép thì sẽ có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa nitơ 15, tức là còn chứa sợi màu đỏ, sợi màu đỏ đó. Thì trả lời ngay, chỗ này chỉ có 2 thôi. Như vậy, đáp án đúng ở đây phải là đáp án B. B mới là đáp án chính xác. Câu 26 có nội dung như sau. Sự giống nhau của hai quá trình nhân đôi và phiên bản là: câu A, trong một chu kỳ tế bào có thể thực hiện nhiều lần. Câu B, thực hiện trên toàn bộ phân tử ADN. Câu C, đều có sự xúc tác của ADN polymerase. Và câu D, việc lắp ghép các đơn phân được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc bổ sung. Như vậy, trong 4 đáp án này người ta hỏi sự giống nhau của hai quá trình nhân đôi và phiên bản. Nhân đôi tức là từ sau đó, còn phiên bản thì tổng hợp trên ADN. Như vậy trong một chu kỳ tế bào có thể thực hiện nhiều lần là chưa chính xác, không thể giống nhau chuyện này được. Đúng chưa? Câu B, thực hiện trên toàn bộ phân tử ADN thì phiên mã chỉ thực hiện ở một đoạn ADN thôi, tức là gen. Câu C, đều có sự xúc tác của ADN polymerase. ADN polymerase chỉ xúc tác cho quá trình từ sau và chính yếu, yeah. Còn phiên mã là ARN polymerase. Câu D là việc lắp ghép các đơn phân thực hiện theo nguyên tắc bổ sung thì câu này đúng rồi, yeah. Đối với từ sau thì ATG, còn phiên mã là AU. Cho nên câu 26 đáp án đúng phải là câu D. Câu 27. Phân tử ARN thông tin ở tế bào nhân xơ được sao mã từ một gen có 3.000 nu. Như vậy đề bài cho mình là người bằng 3.000 nu. Đứng ra dịch mã. Quá trình tổng hợp protein có 5 ribosome cùng trượt qua 4 lần trên ARN thông tin. 5 ribosome mà trượt qua 4 lần trên ARN thông tin thì số phân tử protein hay là chuỗi polypeptide chỗ này các em tính nhanh là 5 x 4 là 20. Đấy. Số axit amin môi trường cung cấp là bao nhiêu? À. Như vậy, tính nhanh hồi nãy hướng dẫn bài này rồi. Số axit amin mà môi trường cung cấp thì sẽ bằng 20.
nhân cho n chia 2 chia 3 trừ cho 1. Như vậy 3000 mà chia 6 trừ 1 là ra 499. 499 nhân 20 thì các em ra được 9980. Như vậy trong 4 đáp án này thì đáp án đúng chính là câu A. Câu 28 có nội dung như sau. Trên một đoạn mặt khuôn của gen có số nu từng loại như sau: A bằng 60, G bằng 120, X bằng 80, T bằng 30. Xác định số ribonu mỗi loại do gen đó, trên ARN thông tin do gen đó tổng hợp. Bài này rất đơn giản đúng chưa? Vậy các em nhớ là ribonu loại A thì luôn bằng T của mặt gốc của gen. Ribonu loại U thì bằng A của mặt gốc của gen, hoặc là ribonu loại G, X của mặt gốc, và tương tự như vậy ribonu loại X thì bằng G của mặt gốc. Mà đề bài cho T gốc chỗ này là 30, A gốc chỗ này là 60, X gốc chỗ này là 80 và G gốc chỗ này là 120. Như vậy 30, 60, 80, 120 tương ứng với A, U, G. Câu B là đáp án chính xác phải không? Như vậy chọn cho thầy ngay đáp án đúng của câu này là câu B. Câu số 29 có nội dung như sau. Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực có sự khác biệt với sự nhân đôi ADN ở E. coli về các cái nội dung sau. Một là chiều tổng hợp. Câu 2 là các enzyme tham gia. Số 3 là thành phần tham gia. Số 4 là số lượng các đơn vị nhân đôi. Và số 5 là nguyên tắc nhân đôi. Tổng hợp đúng là A là 1,2, B là 2,3, C là 2,4 và D là 3,5. Như vậy khi đọc cái câu số 29 này thì các em lưu ý. Người ta hỏi là sự nhân đôi ADN ở nhân thực với sự nhân đôi ở E. coli. E. coli tức là sinh vật nhân sơ đó. Em phải nhớ như vậy. Thứ nhất là về cái chiều tổng hợp thì nhân thực hay nhân sơ thì cũng thế thôi. Cái chiều nó giống nhau, phải chưa? Thứ hai là cái enzyme tham gia. Enzyme tham gia thì các em phải nhớ là ở sinh vật nhân thực thì có số lượng enzyme nó lớn hơn, đúng chưa? Còn ở sinh vật nhân sơ thì số lượng enzyme tham gia ít hơn. Cho nên cái sự khác biệt thứ nhất ở câu số 2 là đúng rồi. Cái câu số 3 là thành phần tham gia. Thành phần tham gia thì giống nhau, đúng chưa? Có enzyme rồi thì ADN polymerase gì đó, rồi enzyme nối, enzyme cắt, rồi thì năng lượng, tất cả các thành phần đó là giống nhau ở nhân sơ và nhân thực. Thứ tư là số lượng các đơn vị nhân đôi là khác nhau là đúng rồi. Số lượng nhân đôi ở nhân thực thì nó nhiều, còn ở nhân sơ thì chỉ có một điểm khởi sự sao chép, tức là một cái đơn vị nhân đôi thôi. Như vậy câu 2 đúng, cái 4 đúng rồi. Cái số 5 là nguyên tắc nhân đôi. Nguyên tắc nhân đôi thì phải giống nhau, bởi vì nguyên tắc bổ sung rồi nguyên tắc bán bảo toàn, thậm chí là cả nguyên tắc nửa gián đoạn thì cả hai đối tượng là nhân sơ và nhân thực giống nhau. Như vậy trong 4 đáp án này thì các em thấy là câu C là phương án 2 và phương án 4 là hai cái phương án nó khác biệt giữa nhân sơ và nhân thực. Cho nên câu 29 chọn C là đúng. Câu C. Câu 30. Câu số 30. Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau. Sự kiện thứ nhất. Bộ ba đối mã của phức hợp methionine TARN, tức là UAX, gắn bổ sung với cô đông mở đầu AUG trên ARN thông tin. Sự kiện thứ hai. Tiểu đơn vị lớn của ribosome kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribosome hoàn chỉnh. Sự kiện thứ ba, tiểu đơn vị bé của ribosome gắn với ARN thông tin ở vị trí nhận biết đặc hiệu. Sự kiện thứ tư, cô đông thứ hai trên ARN thông tin gắn bổ sung với anticodon của phức hệ acid amin 1 TARN. Mở ngoặc acid amin 1 gắn liền sau acid amin mở đầu. Sự kiện số 5, ribosome dịch đi một codon trên ARN thông tin theo chiều là 5' tới 3'. Và sự kiện số 6, hình thành liên kết peptide giữa acid amin mở đầu và acid amin 1 theo thứ tự đúng của sự kiện diễn ra trong giai đoạn mở đầu và giai đoạn kéo dài chuỗi polypeptide là như thế nào. Như vậy đây câu số 30 thì người ta muốn hỏi chúng ta cái trật tự sắp xếp của các cái sự kiện trong cái quá trình mà tổng hợp protein. Như vậy nếu mà em nào nắm vững cái lý thuyết không biết thầy hướng dẫn đó, trong quá trình tổng hợp protein nó có hai giai đoạn là giai đoạn mở đầu, tức là giai đoạn hoạt hóa acid amin đó, và giai đoạn tổng hợp chuỗi polypeptide, thì các em nhớ là
cái sự kiện là đầu tiên là tiểu phần bé của ribosome nó tiếp xúc với ARN thông tin, tại vì đi đặc hiệu phải là cái sự kiện đầu tiên. Như vậy trong 6 sự kiện này thì số 3 được xếp hàng đầu. Như vậy chỉ cần nhớ được cái này thôi là mình chọn được ngay cái đáp án rồi. Như vậy câu B phải là chính xác, đúng chưa? Câu B. Cũng nói thêm chút xíu về cái câu số 30 này. Thì nếu có một số học sinh thì lại nhầm, tức là đưa cái sự kiện số 1 lên trước số 3, tức là các em cho rằng là bộ ba đối mã của phức hợp methionine tRNA sẽ gắn bổ sung với cô đông mã mô đầu trước. Thì đây là một cái suy nghĩ, một cái sai trong cái việc nhớ lại cái kiến thức nha. Còn ai mà đưa cái số 2 lên tức là tiểu đơn vị lớn thì lại một sự nhầm lẫn nữa. Còn cái câu D là đưa cái ý số 5 lên trước là ribosome dịch đi một cô đông thì cái này chưa xảy ra. Và khi nào mà hai tiểu phần gắn với nhau thành ribosome hoàn chỉnh rồi thì acid amin 1 tRNA gắn vô xong thì nó mới dịch chuyển. Số 5 là gần như là cuối cùng rồi. Yeah. Như vậy thầy mới hướng dẫn cho chúng ta giải 30 câu trong cái đề kiểm tra lần thứ 2 trong cái chuyên đề 1 di chuyển cấp độ phân tử. Tất nhiên 30 câu này thì ở đợt kiểm tra lần 2 thầy đã lồng cái lý thuyết vào nhiều hơn, bởi vì cái nội dung lý thuyết rất là quan trọng trong cái chuyên đề này. Hy vọng là sẽ cho các em những cái bài tập khó hơn và phức tạp hơn trong những đề kiểm tra tiếp theo. Hẹn gặp lại các em trong những chuyên đề sau. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 Trung học Phổ thông nhé!